Em xin chào tất cả anh em đã quay lại với kênh Vũ Vlog. Hôm nay em làm một cái video trả thù vợ, cắt sạch cái mái tóc của nó đi cho nó biết thế nào là lễ độ. Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh nhá. Anh em nào chưa ủng hộ kênh mà yêu quý vợ chồng mình thì cứ đăng ký ủng hộ vợ chồng mình nhá. Cảm ơn mọi người. Để gọi nó ra. Em ơi, anh nhờ tí. Ngồi đây. Đây anh em ạ, cái miếng cao này hôm qua giẫm mắng mình và vậy. Thế hôm qua là mình cũng mà sút cho hai phát và bây giờ là phải dán cao quanh cổ đây. Tuổi gì mà bú láo được. Đâu, đây này. Cuộc sống gia đình thì nó có rất nhiều là bon chen biến cố, nhưng mà vợ chồng cũng là cũng vẫn là thao hồ, là vẫn là phải yêu thương nhau. Thế anh em yêu quý là đừng có mắng chửi nhá, không mà cuộc sống là bộn bề lắm anh em ạ. Chung là không phải nói nhiều nha. Lão cắt thế à? Đây thì cứ là tha hồ thôi. Anh hỏi em có bao giờ em thôi ngừng yêu anh? Em trả lời với anh rằng rằng tình chúng mình ôi, chọc mũi rồi. Không bao giờ xa. Ai anh em để ý nhá, anh em để ý từng cái đường đi của kéo nhá. À, mình khi mình cắt tóc cho như cũng như là tất cả các anh em khi cắt tóc cho vợ thì anh em lên là rất chi là phải cẩn thận. Nào lão có cắt không, nóng quá thôi cắt đi. Ngồi im. Cái đường kéo mình đi là nó phải cực kỳ là sắc sảo, mình đừng có đi cái kiểu mà nó cái đường kéo để mà chúng ta đi thì nó phải đi theo đúng hướng. Đây anh em nhìn mình nhá. Nào có thận trọng có mắt đây. Nhiều ông. Đấy, chọc uống mũi rồi. Đấy, trước tiên là khi những cái trường hợp mà vợ nó đi để im không dã cho phát được. Bây giờ những cái đường quen mà vợ nó đi mình thì mình không có nói. Nhưng mà những đường kéo để mà mình đi lại thì bây giờ mình xử lý sao cũng được, khéo anh em. Đây, anh em cứ thực hiện như vậy. Đây, cái gãy thật đau. Đây, anh em cứ thao hồ mà cái là noi thì học bây giờ. Cái cô cũng ngồi im không? Đấy, ngừng cái mặt lên. Đau khổ. Ông vả cho phát vỡ hết alo bây giờ. Rồi mình xin cắt thôi nha, món ăn đấm ấy. Đấy, những cái đường kéo anh em đi là phải cực kỳ sắc như này, như mình nhìn mình này. Đấy. Cắt thần thôi, hỏng bây giờ. Nào, thận trọng mặt đi. Đấy. Nào cắt không, cắt thì đau không? Nào cắt đi. Cắt khá lên một tí. Cẩn thận vào mắt ghê quá. Đấy, anh em thấy cái đường kéo của mình nó có, có cực kỳ sắc sảo không? Hôm nay là đến cái thời điểm là được mình được cứ tha hồ. Đấy.
anh hỏi em có bao giờ em thôi ngừng yêu anh. Cẩn trọng mắt anh ơi. Em trả lời với anh rằng. Trả lời thế nào? Nữa. Trả lời thế nào? Em tin. Trả lời thế nào? Em đây một tí nữa. Trả lời như thế nào? Là có cắt không? Ở đây. Đấy. Đấy. Tất cả những đường kéo của anh em là phải khi mà thực hiện những cái pha như thế này cho vợ của mình là phải đi cực kỳ nó sắc nét, không nó sẽ hỏng mất những cái bộ máy đẳng cấp. Đấy, em thấy thế nào? Thấy mình có thuộc dạng chuyên nghiệp không? Trời ơi, đáng yêu vô cùng luôn. Anh em nào không cắt được thì cứ liên hệ mình nhá. Sau khi mình đã cắt xong cái sơ lược thì mình chỉnh mùi đi bung to kéo vào mặt bây giờ thì mình bắt đầu chỉnh sửa đến những cái chi tiết li ti và nó nhỏ lẻ. Anh em để ý mình nhá, để ý từng cái đường kéo của mình nhá. Trước tiên là mình đặt cái kéo mà nó phải vuông với lại cái đôi mắt cho quỷ tha ma bắt này đi. Đấy. Ủa, vỗ đầu kéo là người ngồi im này. Anh em nhìn nhá, để ý từng ly tí một. Đấy. Khi đặt xong rồi thì mình thực hiện một cái hành động là nó dứt khoát. Ví dụ nhìn anh em nhìn nhá. Đấy. Cắt đi anh em. Được cái lược đấy. Sau đấy là mình chải tóc xuống để mình nhìn xem có những cái điểm nào mà nó khúc mắc thì mình lại chỉnh tiếp. Anh em để ý mình tiếp nhá. Đấy. Đấy. Đấy, anh em chỉnh cho nó cực kỳ là vuông góc luôn anh em nhá. Thì nó mới thể hiện nó tôn lên cái nét quỷ dữ của khuôn mặt của con vợ mình nhá anh em nhá. Cực kỳ vuông góc. Tất cả những đường kéo của anh em khi cắt cho vợ là phải đi cực kỳ là dứt khoát nhé. Được rồi. Chưa được. Ghê quá. Ghê cái gì? Ghê bằng những lúc cô ra đòn với tôi à? Cô hay ghê quá. Cô vỗ bản là tôi cho cô về nơi sản xuất luôn đấy, cô đừng có láo nháo. Mình nói đi thôi. Chứ vợ chồng cuộc sống là nó cứ lúc nào cũng phải là tê lê. Thôi nay cắt tiền. Ngồi im. Ai cho ông cạn rồi ấy. Hả? Lắm chuyện quá. Ai cho ông cạn rồi ấy. Cạn rồi đẹp trai mới đóng người yêu. Rồi. Rồi. Anh em cho cái ý kiến nhá. Anh em comment ở dưới nhá. Ý nào? Anh em comment ở dưới nhá. Cho mình xin cái ý kiến là xem là mình như thế này đã thành một nhiếp tóc da chưa nhá. À quên cái gì nhỉ? Tóc quên cắt tóc nó gọi là gì nhỉ? Chịu anh em ạ. Chị ơi, cái này cắt đẹp. Ừ. Em hỏng cho mọi ngày đấy. Anh em thấy nó có tuyệt vời không anh em? Rồi xin chân thành cảm ơn anh em nhá. Chúc anh em là những ngày mới là thật sự là tốt đẹp vui vẻ nhá.